Chào mừng các bạn em quay trở lại với kênh YouTube GK Audio. Tiếp tục là lên ra sóng với một cấu hình combo karaoke gọi là gia đình siêu VIP mà cực kỳ rẻ, rẻ, đẹp, hay. Thì ở cấu hình này đang hội tụ đầy đủ các yếu tố đó. Nếu các bạn em muốn tư vấn thêm chuyên sâu về cấu hình này thì liên hệ cho chúng em qua số hotline 0963889192 và 0965503357. Ở cấu hình này thì em đang ghép cho các bạn em một đôi loa cây đến từ thương hiệu WeWood, model là VK800, dòng loa cây 2 bát điện 20 và một con chung 15 và một con tép titan. Tông chủ đạo là màu đen, chất liệu gỗ vỏ thùng của nó là MDF cao cấp và công suất con này thì đánh ra được 350W cho một cây này. Với cái chiều cao là 1m và nó được thiết kế để phù hợp với các không gian như là nhà ống, nhà mặt đường hoặc là những căn hộ chung cư cao cấp mà chúng ta hát karaoke, nó sẽ không ảnh hưởng gì đến hàng xóm xung quanh. Ở đây em đang dùng con đẩy hai kênh của WeWood, model là QR800 Pro. Dòng đẩy sử dụng mạch class D, tiếng rất là sạch sẽ, nguồn xung. Công suất của nó là có hai chế độ, một là 400, chế độ thứ hai là 800W. Có màn hình trang bị đầy đủ này, có các tính năng chuyển Sitte, Pride này, Valanel này. Và hiển thị cả nhiệt độ nữa. Con này là hàng chính hãng của công ty. Tiếp đến là con vang KM8FX của WeWood, model là Pro này. Bản Pro, bản này là bản để chúng ta ghép hát karaoke với những cái phân khúc gia đình tầm trung. Tặng kèm các anh em trong bộ combo này là một cặp mic và một cặp mic Subox NM2000 màu vàng gold đây. Tí nữa em sẽ test một đoạn karaoke. Tổng của cấu hình này em sẽ để giá trên tiêu đề. Và một cấu hình này là đồng bộ toàn bộ các thiết bị của WeWood nhá. Từ loa WeWood, đẩy WeWood, vang WeWood là sẽ hỗ trợ rất là tốt và có chính sách bảo hành cực kỳ ưu đãi cho anh em. Tặng kèm luôn hai tai mic. Sau đây thì mời các anh em đến để trải nghiệm một đoạn karaoke. Các anh em vui lòng đeo cho em cái tai nghe vào nhé. Trải nghiệm một đoạn karaoke. Em sẽ hát những cái dòng nhạc đỏ để cho các anh em thấy được cái chất của đôi loa này, cấu hình combo này. Xuân ấy xa đi từ đó không.
dòng tên anh khắc vào đá núi, mình ngàn hoa vòng cây tre. Chiều biển hương rắn tươi dưới núi, mẹ già hoan mắt nhìn theo. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, Việt Nam, ngọn núi.